Cô chào tất cả các em. Hôm nay, cô trò chúng ta lại bước vào chương trình học trực tuyến bộ môn ngữ văn 8. Phân môn tiếng Việt. Tiết 10. Trường từ vựng. Mục tiêu cần đạt. Cô sẽ giúp các em hiểu thế nào là trường từ vựng. Biết xác lập các trường từ vựng đơn giản. Bước đầu, ta sẽ hiểu được mối liên quan giữa trường từ vựng với các hiện tượng ngôn ngữ đã học như đồng nghĩa, trái nghĩa, ẩn dụ, hoán dụ, nhân hóa và giúp ích cho việc học văn và làm văn của các em. Ở phần kiểm tra bài cũ, tuần trước các em đã được học bài cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ và ta đã hiểu một từ ngữ đều có hai lớp nghĩa rộng và lớp nghĩa hẹp. Từ ngữ nghĩa rộng có phạm vi bao hàm phạm vi nghĩa của nhiều từ ngữ khác. Từ ngữ nghĩa hẹp có phạm vi nghĩa được bao hàm trong phạm vi nghĩa của một từ ngữ khác. Giờ đây, chúng ta cùng bước vào bài mới. Các em thân mến, từ vựng là một hệ thống bao gồm nhiều tiểu hệ thống. Một tiểu hệ thống lại chia thành nhiều hệ thống nhỏ hơn. Mỗi hệ thống nhỏ trong một tiểu hệ thống làm thành một trường từ vựng. Và để hiểu rõ nội dung bài, cô trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài. Trường từ vựng. Các em quan sát trên màn hình. Nếu trên màn hình có hình quyển vở và cái viết, các em sẽ viết vào bài. Còn những phần khác, chúng ta chỉ quan sát và lắng nghe lời thầy cô giảng bài. Một la mã, thế nào là trường từ vựng? Các em cùng cô mở sách giáo khoa trang 21 và đọc phần văn bản ví dụ 1. Lưu ý các từ in đậm. Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho tôi rồi xốc nách tôi lên xe. Đến bây giờ tôi mới kịp nhận ra mẹ tôi không còm cõi sơ sát quá như cô tôi nhắc lại lời người họ nội của tôi. Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của hai gò má. Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình, mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc. Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngã vào cánh tay mẹ tôi. Tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi, bỗng lại mơn man khắp da thịt. Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường. Các từ in đậm trong đoạn trích vừa đọc, các em thấy có nét chung nào về nghĩa? Các từ mặt, mắt, da, gò má, đùi, đầu, cánh tay, miệng đều có một nét nghĩa chung, đó là chỉ bộ phận của cơ thể con người. Vậy các em lưu ý, cơ sở để hình thành trường là đặc điểm chung về nghĩa. Không có đặc điểm chung về nghĩa thì sẽ không có trường. Và đó cũng chính là phần ghi nhớ. Sách giáo khoa, trang 21. Trường từ vựng là tập hợp của những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa. Ngoài ví dụ vừa tìm hiểu, các em có thể tìm cho cô trường dụng cụ nấu nướng. Chúng ta dễ dàng tìm ra đó là nồi, chảo, gì nữa nào?
À, sững hắt. Gì nữa? Còn gì nữa? À, ví dụ như là ấm đun nước, vân vân, đúng không? Giờ đây, chúng ta cùng bước sang phần hai nhỏ lưu ý. Các em cùng quan sát với cô. Chúng ta có một trường từ vựng, đó là trường mắt. Sẽ bao gồm bộ phận của mắt, đặc điểm của mắt, cảm giác của mắt, bệnh về mắt và hành động của mắt. Vậy thì bộ phận của mắt sẽ gồm có gì nào? À, đó là lồng đen, lồng trắng, con ngươi, lông mày, lông mi. Đặc điểm của mắt sẽ gồm có A. Đờ đẫn, sắc nè, lờ đờ, tinh anh, mù hoặc lòa. Và cảm giác của mắt, chúng ta sẽ cảm thấy chói, thấy quáng, thấy hoa mắt, thấy cợm mắt khi bị dị vật rơi vào. Bệnh về mắt thì nhiều. Cô và các bạn thường hay cận thị nè, viễn thị nè, rồi một số bệnh về mắt khác như là quáng gà hoặc là thông manh và hành động của mắt. Chúng ta có thể nhìn, trông, ngắm, liếc và nhòm. Vậy thì từ trường mắt, chúng ta thấy một trường từ vựng có thể bao gồm nhiều trường từ vựng nhỏ hơn. Và lưu ý thứ hai của chúng ta, cô lại có trường mắt. Như các em đã biết, trường mắt gồm có bộ phận của mắt, gồm có đặc điểm của mắt, có hoạt động của mắt. Vậy bộ phận của mắt là bao gồm gì? Lồng đen, lồng trắng, con ngươi và lông mi. Đặc điểm của mắt sẽ bao gồm lờ đờ, mù loà hoặc tinh anh. Hoạt động của mắt sẽ là nhìn, ngắm, liếc, nhòm hoặc ngó. Vậy thì bộ phận của mắt chúng ta thấy nó có thể cấu tạo là sanh từ. Và đặc điểm của mắt đó là cấu tạo là tính từ. Và hoạt động của mắt cấu tạo là một động từ. Vậy từ đây ta có thể rút ra một trường từ vựng có thể bao gồm các từ khác biệt nhau về từ loại. Và trường hợp thứ ba, giờ đây cô có từ ngọt. Trường ngọt có thể là trường mùi vị, có thể là trường âm thanh, hoặc là trường thời tiết. Khi nhắc đến trường mùi vị ngọt thì chúng ta thấy chúng ta có thể nếm ngọt, cay, đắng, chát hoặc mặn. Trường âm thanh. Mỗi khi chúng ta ngoan, chúng ta làm bài được điểm cao thì giọng nói của mẹ luôn luôn ngọt ngào với chúng ta. Còn đôi khi chúng ta không ngoan, chúng ta không có biết nghe lời bố mẹ, thì lúc ấy những lời nói của bố mẹ đối với chúng ta trở nên chói tai. Và trường thời tiết, mình thấy có rét ngọt, rét đậm, hoặc là trường hanh, trường ẩm ướt, trường nóng bức. Vậy chúng ta rút ra lưu ý thứ ba, đó là do hiện tượng nhiều nghĩa, một từ có thể thuộc nhiều trường từ vựng khác nhau. Cùng đọc với cô, ví dụ trong sách giáo khoa, trang 22. Con chó tưởng chủ mắng, vẫy đuôi mừng để lấy lòng chủ. Lão hạt nạc to hơn nữa,
Mừng à? Vẫy đuôi à? Vẫy đuôi thì cũng giết, cho cậu chết. Thấy lão sừng sộ quá, con chó vừa vẫy đuôi vừa trực lãng. Nhưng lão vội nắm lấy nó, ôm đầu nó, đập nhẹ nhẹ vào lưng nó và giấu dí. À không, à không, không giết cậu Vàn đâu nhỉ. Cậu Vàn của ông ngoan lắm, ông không cho giết, ông để cậu Vàn ông nuôi. Các em cùng cô vừa đọc qua tác phẩm Lão Hạt của Nam Cao. Chúng ta thấy những từ in đậm: tưởng, mừng, cậu, trực, cậu Vàn, ngoan. Ở đây, các em lưu ý, trong đoạn văn này, tác giả đã chuyển các từ in đậm từ trường từ vựng người sang trường từ vựng thú vật để nhân hóa. Và chúng ta thấy có thể chuyển trường từ vựng để tăng tính sáng tạo của ngôn ngữ và khả năng diễn đạt. Giờ đây, các em cùng chép lại 4 lưu ý mà chúng ta vừa tìm hiểu. Để hiểu rõ thêm bài học, chúng ta cùng bước sang phần 2 la mã luyện tập. Bài tập 1, trang số 23. Đọc văn bản trong lòng mẹ của Nguyên Hồng, tìm các từ thuộc trường từ vựng người ruột thịt. Ta dễ dàng tìm ra, đó là từ mẹ, từ mợ, từ thầy, từ cô, từ con, từ cháu. Bài tập 2, hãy đặt tên trường từ vựng cho mỗi dãy từ sau đây. A. Lưới, nơm, câu, vó. Chúng ta dễ dàng nhận ra đây chính là dụng cụ đánh bắt thủy sản. Câu B. Tủ, rương, hòm, vali, chai, lọ. Mình cũng dễ dàng nhận ra đây chính là dụng cụ dùng để đựng. Hoặc là các em nói dụng cụ dùng để chứa, để đựng đều được. Câu C. Đá, đạp, dẫm, xéo. Đây là hoạt động của chân. Câu D. Buồn, vui, phấn khởi, sợ hãi. Đều là trạng thái tâm lý. Câu E, hiền lành, độc ác, cởi mở, thuộc về trường tính cách. Câu G, bút máy, bút bi, phấn, bút chì, đều thuộc trường dụng cụ để viết. Các em cùng điền lại vào vở. Vì thời gian có hạn, những bài tập sau, các em sẽ về nhà làm cho cô và hoàn tất trong vở bài tập. Các em xem lại bài và soạn bài, xây dựng đoạn văn trong văn bản, trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa 34, 35 và 36. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học tiếp theo. Cô chúc các em luôn khỏe để theo dõi và học bài trực tuyến cho tốt nhé. Thân ái, chào các em.